Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cách bảo quản cái hồng treo gió như thế nào để chúng ta bảo quản để chúng ta ăn được ngon ha. Như các bạn đã biết thì cái hồng treo gió này là một cái loại hồng rất là nhiều người yêu thích, tại vì hồng treo gió này là nó có rất là dẻo, và nó khi mà chúng ta ăn á, chúng ta sẽ thấy một cái lớp mật nó nằm ở giữa quả hồng, và cái quả hồng này ăn uống với nước trà, đặc biệt uống nước trà rất là ngon luôn. Cho nên là được rất là nhiều người ưa thích, đặc biệt là những cái người ở những cái vùng như ở phía Bắc thì đang trong thời tiết lạnh, thì ăn một miếng hồng dẻo với uống một tách nước trà nóng nó rất là hấp dẫn nha các bạn. Thế nhưng mà cái mùa hồng thì nó là khoảng tháng 10 là đã làm ra những cái hồng treo gió này, thì làm sao chúng ta có thể bảo quản để lâu để chúng ta ăn được trong thời gian vài tháng, thì chúng ta cần phải bảo quản đúng cách thì chúng ta mới giữ được cái quả hồng đó, cái thịt hồng nó mềm. Thì nếu chúng ta không biết cách bảo quản thì cái thịt hồng nó cứng, thì chúng ta cứng thì nó hết cái độ dẻo thì nó không còn ngon, mà làm sao để giữ được cái độ mật nó mềm nó dẻo ở chính giữa quả hồng như thế này. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ các bạn cách chúng ta bảo quản cái quả hồng như thế nào. Thì cái quả hồng này thì khi mà đã phơi treo trên cái giàn gió và phơi treo trên gió, nó khô một cách tự nhiên trong vòng 28 ngày, tức là khoảng 4 tuần thì bắt đầu người ta hạ giàn xuống là ta lấy từng quả hồng ha, lấy từng quả hồng và giữ quả hồng nó còn nguyên vẹn trái như thế này, và sau đó là đóng trong từng cái bịch chân không như thế này, hút giống cái bịch chân không như thế này là chúng ta sẽ giữ được quả hồng nó tươi ngon, nó tươi ngon như thế này. Nhưng mà làm sao để giữ được lâu thì chúng ta phải cho quả hồng này chúng ta bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh nữa, là chúng ta bỏ trong ngăn đá thì chúng ta có thể sử dụng được trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng. Thế nên cho nên bây giờ nếu các bạn muốn thích ăn muốn mua quả hồng vào dịp Tết á, thì bây giờ chúng ta có thể mua xong rồi chúng ta cho vào trong ngăn đông của tủ lạnh thì chúng ta sẽ giữ được từ giờ đến Tết được khoảng 3 tháng nữa thì chúng ta ăn nó sẽ ngon đó. Thì như vậy á, thì khi mà chúng ta cho vào trong tủ lạnh trong ngăn đông thì nó hơi bị cứng lại thôi, nhưng mà khi mà chúng ta muốn ăn thì chúng ta lấy ra bên ngoài, chúng ta để khoảng chừng 15 phút thì nó sẽ mềm lại và nó dẻo một cách tự nhiên, và nó vẫn giữ được cái độ mật ở bên trong. Thì cho nên là chúng ta ăn nó sẽ giữ được cái độ ngon và cái độ thơm và cái độ tươi mật của quả hồng xem gió. Đây là cách bảo quản, là các bạn nhớ là các bạn bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh nha. Chứ nếu các bạn để không đúng thì nó làm cái quả hồng này nó bị lên men nhiều, và cái vị nó cũng sẽ không còn ngon như cái lúc ban đầu ha. Mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc, rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919977098 nha. Mình là Thu Thủy Trần bên Trái Cây Quý Mộc, rất là cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn nha.